san konnichiwa. Nhà ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ở ngữ pháp N5 thì các bạn đã được học cái cách danh từ hóa động từ bằng cách thay kuto vào sau cái động từ. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cách khác, đó là thay no. Và ngoài ra no này nó còn thay thế được cho danh từ chỉ người, chỉ vật, chỉ thời gian. Và đầu tiên thì chúng ta cùng nhau xem cái cấu trúc ngữ pháp của nó trước nhé. Hay no này chúng ta thay thế xong thì nó sẽ như một danh từ, và sau đó thì nó có thể đi với những cái trợ từ như là gá ố, quá ní chẳng hạn. Và cách dùng của nó là dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, chỉ nơi chốn, chỉ thời gian, chỉ vật vân vân, hoặc là dùng khi chuyển thành câu danh từ. Và chúng ta có ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ thay thế cho người. Hay asuko de tabako shiteiru hito ga sacho desu. Cái người mà đang hút thuốc ở đằng kia là giám đốc. Hay vậy thì mình muốn thay thế cho người thì chúng ta sẽ thay thành no vào. Hay asuko de tabako shiteiru no ga sacho desu. Còn đối với ví dụ này thì sao? Hay an san ga hoshi mono wa nan desu ka? Cái mono là đồ vật đúng không ạ? Và chúng ta thay thế cho đồ vật thì sẽ là an san ga hoshi no wa nan desu ka? Còn chúng ta ví dụ thay thế cho thời gian thì sẽ gakko ga hajimaru jikan wa kuji kara desu. Hay và thay thế cho jikan sẽ là gakko ga hajimaru no wa kuji kara desu. Ngoài ra thì để danh từ hóa cái danh từ hóa động từ này chúng ta còn thay thế cho koto được. Vậy thì ane wa keiki o tsukuru koto ga jōzu desu. Chúng ta thay koto thành no sẽ là ane wa keiki o tsukuru no ga jōzu desu. Cái việc mà chị tôi nấu ăn thì làm bánh kem rất là giỏi. Hay còn với bức tranh này thì có ví dụ gì đây? Hay Tanaka san wa ryugaku shita koto o shittimasu ka? Bạn có biết cái việc mà anh Tanaka đã đi du học không? Vậy koto ở đây thì chúng ta sẽ thay thành o. Hay Tanaka san wa ryugaku shita no shittimasu ka? Hay và đây là bức tranh gì đây? Wow, rất là nhiều người nước ngoài ở đây không ạ? Và cô bé này thì đã giật mình, thì cô đã nói như thế nào đây? Hay gaikoku jin ga oi koto ni bikkuri shimasu, đã giật mình vì có rất là nhiều người nước ngoài ở đây. Đấy, chúng ta thay koto sẽ thành hay gaikoku jin ga oi no ni bikkuri shimasu. Hay chúng ta có no wa no ga no ni để cho ví dụ cụ thể về cái cách mà thay thế danh từ hóa động từ rồi đúng không ạ? Qua bài học ngày hôm nay thì cô đang nghĩ rằng các em đã nắm rất là rõ và cũng như là biết thêm một cái cách thay thế danh từ hóa động từ rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì cô có để thêm đường link bài tập ở bên dưới, các em có thể làm bài tập để củng cố cũng như là nắm rõ hơn cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay nhé. Hai minasan sayonara, mata kondo yoroshiku onegaishimasu.